Giấc mơ đưa những sản phẩm Việt chất lượng đến tay người tiêu dùng khắp cả nước, góp phần xây dựng niềm tự hào người Việt Nam dùng hàng Việt Nam là niềm ấp ủ của nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Từ ngày 27 tháng 6 tới ngày 3 tháng 7, công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng hữu cơ Vina Nutrifood sẽ khai trương 200 cửa hàng trong chuỗi siêu thị Nutrimart tại ba miền Bắc Trung Nam. Đây là cột mốc đánh dấu sự bùng nổ của một chuỗi siêu thị Việt chinh phục người Việt Nam, đưa giấc mơ hướng tới một thương hiệu Việt chuyên sản xuất và phân phối 100% sản phẩm Việt. Tại đây, người tiêu dùng có thể tìm thấy các mặt hàng nông sản do chính người Việt làm ra, trong đó các loại hoa quả sạch, rau củ tươi ngon có nguồn gốc từ vùng nông trại định hướng nông nghiệp hữu cơ Organic Farm thuộc công ty cổ phần nông trại hữu cơ Việt Nam đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Global Gap. Đây là yếu tố đem lại những cam kết chất lượng đối với người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Nutrimart cũng tập trung đẩy mạnh các ngành hàng khác có thương hiệu Việt ra mắt, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Đây cũng là tiền đề để phát triển thị trường trong nước nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam.